Rồi ok, thì hôm nay chúng ta sẽ tới chuyên mục làm clip lưu trữ số đặc biệt. Thì số hôm nay sẽ có Thốt Sâu với sự hỗ trợ của thầy Đạo và em Nghĩa, hai thầy trò Đạo Nghĩa. Thì hôm nay là ạc đầu tiên thì tôi sẽ mở bát, và ạc tiếp theo là hai thầy sẽ hỗ trợ. Thì ạc này đầu tiên là ở server 149 tên là TGK1410. Và đầu tiên trước khi làm clip lưu trữ thì tôi gửi lời chúc mừng, đâu gọi là sao ta, một lời chúc là mong em tốt nghiệp cái đồ án đại học cho nó ok và nó suôn sẻ, và tốt nghiệp với điểm tối đa cao nhất. Rồi ok, thì khi mà em nhắn hỏi tư vấn là tư vấn cho đồ hình sát với sườn thực tế để cho đồ hình em ổn định nhất, thì cũng có nạp nói chung là chung và vé siêu kỹ với lại vé đen là 99, vé siêu kỹ là 91. Thì bạn phân vân là zombie man rồi đen bóng mk. Thì nếu như là bây giờ em đang collide đúng không, thì em cho anh cái nhắn cho anh cái một tháng trung bình em nạp không có bao nhiêu tiền đi thì anh mới biết đường tư vấn được. Rồi đầu tiên là có skin chơi cũng lâu rồi, có skin nè, có mực nè, có tăng tốp. Con tăng tốp giờ này còn chưa được 5-6 vàng, hình như là mới lấy combat đúng không? Nếu mà giờ này mà chưa 5-6 vàng thì chỉ có lấy combat thôi. Ôi mỹ sao còn trống trơn luôn, sao thiếu thốn quá nhiều vậy? Ôi chưa nâng lên 5-6 vàng luôn. Trời ơi, con năm đầu cũng chưa luôn, con này cũng ba luôn. Ôi gì bữa giờ đang nâng con nào? Một tháng em nạp tầm 400 mà anh hỏi sao mà độ hình anh thấy em thiếu thốn quá trời thứ vậy? Giờ này con năm đầu, con tăng tốp này nếu mà lấy lâu, con tăng tốp này lấy lâu chưa hay là mới lấy? Hình như là mới lấy thôi chứ thiên phú cũng chưa xong luôn nè. À nít em bỏ một năm, không bỏ một năm liên quan gì? Em kêu bỏ một năm hơi thọt, không liên quan câu chuyện bỏ một năm. Tự nhiên mấy con này mới ra mới lấy đây kêu liên quan câu chuyện bỏ một năm. Con tăng tớp với con skin em đang chơi lại từ lúc con skin nè, con tăng tớp nè, tăng tớp xong tới đi cây nè, kêu liên quan gì bỏ năm đi cây xong tới năm đầu con này em cũng lấy hết mà bỏ năm liên quan gì đúng không? Bỏ năm liên quan gì trong câu chuyện này? Giờ này nhiệm vụ còn chưa làm hết, hoặc là còn 300-200 tích chưa chịu chạy, giờ chơi có trăm bông hay là sao đúng không? Tăng tớp bây giờ còn chưa xong, năm đầu bây giờ cũng mới 3 sao của năm đầu này, quay một tháng rồi nè, cuối cùng có chơi hay không mà kêu tư vấn. Trời, giỡn hoài em. Em gửi ạc cho anh tư vấn, em gửi ạc cho anh tư vấn mà bây giờ ạc không chơi rồi sao tư vấn? Bây giờ em hỏi là bây giờ kêu tư vấn sát với ạc em nhất, mà trong bây giờ anh hỏi được cái điều cơ bản trước khi mà vô cái ạc luôn, thấy ạc không chơi. Nha. Anh khẳng định luôn là ạc này không có chơi nha. À, cái ạc này chắc chắn là không có chơi luôn, bảo đảm luôn. Bây giờ con năm đầu này, con năm đầu giờ này ra từ tháng trước mà giờ này cũng mới 3 sao vàng, con xương rồng cũng mới 3 sao vàng, rồi con tăng tốp cũng mới có 4 sao rồi chơi gì? Chơi gì mà chơi lạ gì, chơi gì mà chơi kiểu này? Quay xong rồi để đó à, quay xong rồi để đó không nâng gì hết à. Giờ thể lực hoặc lực thì cũng không cày, mà chơi mình đã chơi bình thường rồi, mình nạp không nhiều nhưng mà chơi nạp không nhiều rồi nhưng mà vô cùng không chơi như thế này nữa, sao ấy được. Em chơi chiêu, trời ơi, chơi chiêu có nói chuyện không, không có câu chuyện chơi chiêu nha. Chơi này là chơi cho có, chơi chiêu gì, chứ chiêu mày ông dùng, mày dùng từ mỹ miều á. Mày hôm nay mày có hai thằng ngồi sau lưng tao á, nó ngồi nó trấn yểm tao á chứ không thôi đó mà chiêu với tao. Mày hôm nay mày có hai thằng ngồi sau lưng nó trấn yểm nữa chứ không thôi đó mà chiêu khỉ khô cái chiêu. Chơi gì chiêu, chơi gì chơi được, chơi không chơi được nghỉ rồi chơi chiêu gì chiêu. Gửi gạt tư vấn anh nói thẳng với em luôn, em chơi gạt chả có tâm nghệ gì hết á, thiệt. Chơi gì mà chiêu gì, chơi lấy tướng về không nâng, tăng tốp cũng không nâng, xong năm đầu lấy về cũng để cho có, xương rồng lấy cũng về cũng để cho có, rồi tư vấn về tư vấn kiểu gì, thẳng luôn vậy luôn. Chơi mà chơi này tính ra gì em nạp vô chi phí tiền, giờ tư vấn đồ hình cho đã rồi em chơi xét sườn, em cần này như kia nhiều cám dỗ gì, bây giờ lấy tướng gì em có chơi đâu đúng không? Giờ lấy tướng gì em có chơi đâu? Bây giờ anh nghĩ đơn giản thôi, bây giờ tướng này giờ anh không nói về mặt trang bị nha, giờ anh không nói về mặt trang bị đồ gì hết á. Bây giờ tướng á đơn giản thôi, bây giờ con tăng tớp đó là cái con mà cần nhất thiết phải lên 5 sao vàng trước, mà bây giờ giờ này nâng cái gì, giờ này chắc bỏ luôn con tăng tớp luôn rồi.
À, chơi gì chiêu chưa, chiêu dữ chưa? Bây giờ ạc này anh nói luôn, ạc này bây giờ nếu mà em đăng lên em hỏi luôn nha, không phải là anh khó chịu gì đâu. Ạc này giờ em đăng lên server em hỏi ạc này tụi nó kêu bỏ luôn. Thì cái ạc này cũng thua, sợ thua, thua ạc clone. Bây giờ đăng tốt còn chưa năm sao vàng, trời ơi con năm đầu còn mới 3 sao, con xương rồng cũng mới 3 sao rồi chơi cái gì? Để coi xương xương rồng là con xương rồng hôm nay là ngày 8 mà nha, trời ơi, được đúng một ô duy nhất. Quải thiệt. Không, mà nghĩ sao mà chơi chơi kiểu này nhưng mà kêu tư vấn gửi tư vấn ít đây cũng phải nâng đồ đầy đủ hết chứ, đằng này không chơi gì hết luôn, để tướng vô vậy xong lấy tướng về vậy thôi để không. Mà trong cái đó những con này ví dụ ừ con này không nâng cũng được, con này không nâng cũng được, con này ít ra bây giờ phải 5 sao rồi chứ, lâu lắc lâu lơ rồi con đi cây cũng không nâng luôn. Trời ơi, có ai cứu nổi hạt này đó. Bây giờ chơi và giờ vé mà chơi tích kim cương tài nguyên cũng không chơi, giờ cái móc kim cương cuối cùng cũng bỏ luôn rồi, chiêu dữ chưa. Một ngày là 80 kim cương chắc một tháng bỏ hết luôn á, chắc ngày vô ạc càng quyết hết, cái nào không có càng quyết thôi bỏ nó luôn. Ở chứ thì bây giờ tính ra một ngày vô chơi như thế này thì thôi chứ tư vấn sát sườn cái gì, anh ngay cơ cả anh tư vấn là chắc gì cũng lấy được. 149 server 149. Bây giờ câu chuyện ở đây mà giờ ví sư được kỹ là dư nha, bây giờ kêu tư vấn em lấy con nào lấy về em chơi được không, ví dụ như điên bóng lấy về em cũng nâng được 10k, cũng lấy về em nâng được, lấy về bỏ đó, lấy về bỏ không làm gì, vì lấy tướng về trải nghiệm, lấy tướng về trải nghiệm ok, lấy tướng về trải nghiệm mình thích con nào lấy con đó thôi, chứ đằng này em không chơi. Nói thẳng nha, cái này không phải là chơi, cái này anh nói thẳng luôn là em không có chơi, không phải là chơi chậm hay là chơi chiêu chiêu gì hết á, này là đéo chơi luôn, vô đúng kiểu chơi game auto anh chắc chắn luôn, em chơi game auto quen rồi, vô ấn auto có làm hết cuộc game này em có nha, có những cái mà em phải làm. Trời ơi, bây giờ vô á nhiệm vụ cũng chưa chạy, sự kiện bingo chắc cũng bỏ luôn đó, bingo bây giờ chắc cũng bỏ luôn. Chơi này chơi sưu tầm thì thôi á, chơi sưu tầm nha, có hai kiểu chơi. Ạc đầu tiên của ngày hôm nay anh không muốn nó, ạc đầu tiên của ngày hôm nay cho nên là không muốn cái chuyện mà nó khó khăn hay gì, hay mình cũng không có gì đó lối chơi của mọi người, nhưng mà chơi cái này kêu tư vấn chơi cái gì thiệt. Nếu nếu như em đặt trường hợp em là anh đi, em đặt trường hợp em vô bản thân ạc này đi, thì em tư vấn cái gì mà em hỏi anh, mày anh kêu anh đặt trường hợp vô ạc này không, anh đặt trường hợp vô anh không có, anh chơi game chả bao giờ mình đặt trường hợp bản thân mình vô ạc này được hết á. Mày kể cả cái ạc của ông Bảo kìa, nâng 12 viên đá vô tướng mà còn vô còn tư vấn được, tướng nó còn nâng đầy đủ kìa kìa. Ạc này là ạc bút mảnh nè. Vậy, ạc này là ạc bút mảnh nè. Bạn ở chung server với ông này ông bị bạn Liêm Hoàng. Mẹ sao tôi nghe xong tôi nghe xong tôi mẹ tôi nghe xong tôi sang chóng quá vậy. Ặc này chung server với lại anh Đào. Giết chết Quy rồi Hung Nhi rồi Tamix G. Vãi đạn à. Thấy cái top mà ở dưới đáy đáy rồi coi chừng lại bút mảnh thiệt á. Lộ quá, lộ rồi. Lộ rồi, lộ rồi. Rồi phải có thiệt ặc này đạt bút mảnh không vậy? Ôi mấy. Nói chung là bây giờ nếu mà lấy tướng về bây giờ với cái cách chơi, cái lối chơi của em như thế này á, anh nói thiệt luôn, chơi như thế này đúng nghĩa là chơi để chơi trải nghiệm tướng thôi. Thì trải nghiệm tướng thì bây giờ em thích con này em quay con đó thôi, thực sự em đâu có chơi đâu. Bây giờ kêu meta, giờ lấy con gì về, lấy con 3 sao về, để đồ hình không như thế này, đồ trang bị không có, chơi như cái hạt, chơi như cái xác không thì vậy thôi, chứ câu chuyện ở đây thì tư vấn làm sao. Rồi bạn nó nhắn tin đặt chặt chính rồi mấy em. Giờ đầu tiên nha, đầu tiên trước khi mà anh tư vấn nha, bây giờ em chơi nếu mà đã chơi xác định chơi thì ok chơi tiếp với cái lối chơi này, nhưng anh không áp đặt lối chơi, chơi game để giải trí mà. Thì bây giờ nếu như em để tư vấn kêu lấy con nào thì anh trả lời một câu đơn giản luôn là thích con nào lấy con đó. Thiệt sự luôn, trả lời là thích con nào lấy con đó, chứ hiện tại em lấy về em không nâng nha. Tính ra em chơi kiểu này là em chơi đúng kiểu trải nghiệm tướng cho vui thôi, thì nếu mà để trải nghiệm tướng cho vui á thì anh xin giới thiệu em một cách trải nghiệm nhẹ nhàng hơn mà khỏi cần suy nghĩ đau đầu hơn. Là cứ mỗi ngày 1 đầu tháng, từ ngày 1 tới ngày 4, Vina Game nó sẽ cho free quyết đấu cân bằng tướng full tất cả các con SSR cộng, trừ những con tướng trong vòng quay. Thì em sẽ vô trong quyết đấu cân bằng, em trải nghiệm free 4 ngày. Thì khi mà em trải nghiệm xong mấy con tướng đó em thích hay không thì em lấy em quay. Chứ bây giờ nếu mà em chơi như thế này thì em đâu cần meta. Thật sự em chả đi PvP cũng chả đi PvE thì em đâu cần meta gì đâu mà em mới nhờ tư vấn, đúng không? Phải như mà em cần đi PvE hay là em cần đi PvP gì đó, em cần tư vấn chứ. Còn bây giờ trong mặt ngang tăng top bây giờ còn chưa nâng xong, con năm đầu bỏ không luôn, đi cây cũng bỏ không luôn, xuân rồng cũng bỏ không luôn, làm cái gì mà anh hỏi em nha. Trong những tháng nè, anh nói nha, một tháng nè
Tại vì mấy con này là mấy con tướng ra liên tiếp nha. Con Sikin nè, xong tới con tăng tớp nè. Con tăng tớp xong tới con đi cây nè. Con đi cây xong tới năm đầu nè, năm đầu xong tới con xương rồng này, từ ba con liên tiếp luôn nè. Tăng tớp đi cây năm đầu xương rồng không có nào năng á. Vì thời gian gió vô chắc huấn luyện chưa đi luôn, coi thử huấn luyện ngày hôm nay đi chưa. Huấn luyện chưa đi luôn. Rồi chơi kiểu gì? em chơi cái này, chơi cái gì, chơi cái này là đúng kiểu là em chơi để trải nghiệm game luôn. Anh nói nha, con game này là không phải, con game này đúng là kỳ chay chơi được, free to play chơi được, nhưng mà chơi kiểu này không có nha. Vô tất cả các game bây giờ luôn á, không có câu chuyện vô auto hết. Ồ, mày, như con game mẹ thủ dâm Best of the Year Honkai Star Rail năm nay mẹ nó còn đoạt giải con game hay nhất của năm mà nó còn không có auto nữa, phải không? Auto chỉ là tự động đánh thôi, còn lại đi giải mấy em tự chạy nha, sự kiện mấy em tự chạy nha. Game của năm luôn á, em có câu chuyện mà vô một con game bắn auto hết tất xong cả hết tất xong hết tất cả mọi thứ đâu. Giờ này huấn luyện không đi tướng không chơi thì thực sự luôn, anh chốt một câu luôn, chơi dễ để mau hoặc này qua khác thôi, cho nên là câu chuyện đây thích con tướng nào chơi con tướng đó. Nếu còn mạc như thế này em nhắn tin cho anh tư vấn hay như không khác gì em ném nhanh một cái clone vô để tư vấn, nó nói thực sự là hơi buồn thiệt. Ôi ạc này mà để cho mẹ hai chiến sĩ ngồi sau tư vấn là thù nhất cái nách luôn á, thiệt. Còn cứu được không? Không, cái lối chơi này, cái này không phải là còn cứu được hay không, cái này là lối chơi của bạn rồi. Cái lối chơi của bạn vô chỉ trải nghiệm tướng thôi, mà nếu thì trải nghiệm tướng á, thà khỏi chơi, thiệt. Cứ mỗi ngày đầu từ ngày 1 tới ngày 4 đầu tháng vô là tướng nó cho free, xong vô tiếp full hết tất cả tướng vô chơi trải nghiệm thôi. Rồi xong rồi với đen chơi tích được bao nhiêu kim cương, quay được con nào chơi con đó. Đơn giản vậy thôi. Thiệt, con clone của tôi cũng y chang như này, tướng đầy đủ luôn, không năng gì hết luôn á. Không phải là nó hơi đụng chạm, nhưng mà con clone của tôi còn 55 triệu được chiến. Đấy. Cái câu chuyện ở đây là cái này là lối chơi, cái này là lối chơi như vậy rồi, tôi không thể áp đặt lên được, cho nên là bây giờ khi mà tư vấn đâu biết tư vấn cái gì. Bí đen cũng không đủ kim cương giờ chơi, sự kiện hộ lực không đủ, huấn luyện cũng không đi, ba con liên tiếp bỏ không, bây giờ vô cái hạt đúng kiểu quay trải nghiệm thì chỉ có tư vấn thôi, muốn trải nghiệm game mà vui nhất, dễ nhất. Thì bây giờ cứ mỗi ngày một đầu tháng, một tay đầu tháng tới ngày 4 tay đầu tháng thì vô chơi tướng free với đấu cân bằng, trải nghiệm tướng thì thích con nào lấy con đó. Mà giờ với thời gian mà chơi như kiểu này thì kim cương không đủ, kể cả nạp luôn, nạp tháng cũng 400.000 chắc chắn có ít nhất phải 4 5 tháng mới lấy được một con. Ừ thì nạp có nạp mà, lấy full tướng luôn mà chơi này, có nạp này có skin không, cái này là bỏ nhiều, nghỉ một năm chờ luôn mà vô chơi lại, bây giờ đủ luôn mà, tăng top 7 sao vàng nè, 3 sao tím nè. Tatsumaki cũng full nè, bơm đủ cũng full, bây giờ năng, bây giờ chơi lấy liên tiếp luôn, nhìn cái ạc ngon không? Nhìn cái ạc lấy liên tiếp luôn, nếu này là một ạc là silver mới nha. Sikin nè, tăng top nè, đi cây nè, năm đầu nè, xương rồng là lấy 5 con liên tiếp luôn, không sót một con nào hết. Năm đầu có siêu thị kỹ luôn nha, năm đầu có siêu thị kỹ luôn nha. Xương rồng mình như cũng đủ biết siêu thị kỹ mà chưa muốn quay, bây giờ đầy đủ hết luôn, bây giờ thích ạc nào chơi, thích con nào chơi con đó thôi, bây giờ anh trả định hướng trên cái ạc này được, thì cái lối chơi của em mới đã như vậy rồi. Rồi, ok, đó là cái góc ý của anh vậy thôi. Thì chơi thì anh nghĩ thì một là em xác định lại cái lối chơi, còn nếu mà em áp dụng theo cái lối chơi này chơi nữa, chơi chiêu như em thì em cứ thích con nào thì em cứ chiêu đi, còn anh thì không chiêu nổi hạt này. Có đi đâu đi, có đi đâu mà có tính năng chiến thuật nè. Giờ mà còn chưa làm nhiệm vụ luôn mà thầy. Nè, giờ này đến nỗi cái quan trọng nhất trong cái con game này là cái huấn luyện mà còn chưa đi nè, thể lực còn chưa nhận, làm nhiệm vụ còn chưa hết, 80 kim cương còn bỏ luôn mà tháp cái gì. Bỏ cái ạc đi, qua chơi ạc chứ mới nè. Thầy nạp cho em chơi hả? Đúng rồi, nạp. Không có nạp. Ngày 8 nạp cho thầy chưa có con xương rồng. Nạp cho thầy. Hay quá. Anh Bình ngày hôm qua mới nhắn tin á. Anh Bình nè, anh Bình ngày hôm qua nhắn tin mới khoe kêu là quay con gì con tướng mới trong Honkai, quay 10 phát ra trắng ra tướng gì đó. Trời ơi ổn mẹ. Rồi ok, ạc tiếp theo thôi. Mình thì không có